gian qua, những người không may gặp nạn trong đêm thường gọi tới số điện thoại 070-809-6446 để được giải cứu. Đó chính là số điện thoại của nhóm cứu hộ cứu nạn khẩn cấp Đà Nẵng miễn phí, từng cứu nạn cho hơn 1.000 trường hợp gặp sự cố trong đêm trên địa bàn thành phố. Đều là những thanh niên 9X, 10X với niềm đam mê du lịch bụi, thích khám phá những cung đường. Nhiều lần chứng kiến những trường hợp xe bị thủng lốp giữa đèo, giữa đêm khuya mà không có ai hỗ trợ. Họ đã nghĩ ra việc thành lập nhóm cứu hộ cứu nạn khẩn cấp Đà Nẵng miễn phí, gọi tắt là nhóm SOS Đà Nẵng, hoạt động trong khu vực nội thành và đường Đà Nẵng đi Hội An. Thì tôi và những anh em trong nhóm cũng đi ban đêm hay di chuyển trong thành phố là hay đi đèo á, nên cũng đi về khuya nhiều. Và đi nhiều lúc đi giữa đường thì cũng có gặp những người lớn tuổi với lại những người lao công già với lại sinh viên á, bị lúng lốt là hư xe với lại bị tai nạn. Mà nhưng trong khi đó là nhóm không có dụng cụ hay là có gì để giúp đỡ, chỉ có những xe đẩy được thì nhóm sẽ hỗ trợ đẩy về, còn lại là chỉ nhờ điện xe với xe lưu động. Nhưng với xe lưu động thì lấy cái giá bằng đêm thì hơi bị cao, những người lao công với lại những người nghèo thì không có tiền để chi trả, nên nhóm là tôi quyết định là thành lập một đội cứu hộ miễn phí ban đêm. Ban ngày đi làm về thì khoảng 5 giờ, ăn cơm 8 rưỡi xong thì lên trụ sở, và khoảng tầm 6 giờ 6 rưỡi thì có cá điện thì sẽ chạy đến giúp đỡ người ta. Khi giúp đỡ xong thì em thấy rất là vui, mặc dù trời lạnh trời mưa thì vẫn thấy rất là, trong người rất là vui. Sau khi làm xong thì họ trả ở phí bằng một nụ cười, và em thấy vui và hạnh phúc với điều đó. Mỗi đêm, đội cứu hộ khoảng từ 5 đến 7 ca, nhưng có những ngày lên tới tận 20 ca, từ đèo Hải Vân đến hết địa bàn thành phố. Ngay cả 1-2 giờ sáng, khi nhận điện thoại gọi đến là các chàng trai trẻ lập tức xách đồ nghề lên đường. Thậm chí mưa tầm tã, họ vẫn cố gắng có mặt kịp thời giúp đỡ những người gặp nạn. Mình đang chạy Grab á, thì tự nhiên xe đang trên đường thì xe lại bị lổ lốp. Nên là mình có lên mạng tìm hiểu xem và phát sinh lưu động, thì bên đây là nhìn thấy chỗ là SOS cứu hộ Đà Nẵng, cho nên là mình bấm thử gọi về. Trước đây thì mình có nhiều, nhưng mà mình toàn là gọi là phát sinh lưu động tới thôi. Bây giờ hôm nay thì mới biết là có SOS Đà Nẵng, có phải là giúp đỡ rất là nhiều cho mấy người đi đêm, và xung quanh không tiệm sửa xe nào, thấy hành động cũng tuyệt vời. Em đi chơi nên về em khuya nên em xe em bị lủng nên em cũng không thấy ai hết. May là em có cái số điện thoại của đội cứu hộ SOS nên em gọi và mấy anh đã tới giúp đỡ em trong tình trạng khẩn cấp. Dạ, em xin cảm ơn mấy anh ạ. Cứ thế, mỗi đêm xuống, các thành viên đội cứu hộ SOS Đà Nẵng lại đi theo những lời cầu cứu qua điện thoại để mang đến sự giúp đỡ ấm áp tình người, và góp thêm hình ảnh đẹp về Đà Nẵng, thành phố trẻ trung, năng động, thân thiện và bình yên.